Kính thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái phiên tòa hình sự sáng nay. Thật ra dân sự thì tôi làm nhiều, có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên hình sự thì tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm, đi chừng vài chục vụ thôi. Cho nên cũng cảm nhận rằng là nếu mình nói có gì sai sót thì các anh chị, quý đồng nghiệp và bạn bè bỏ qua nhé. Chỉ mong muốn rằng video này sẽ lan tỏa ra và nhiều người được biết. Lý do tại sao tôi né, tôi không nói, vì tôi cho rằng mình chưa đủ độ chuyên nghiệp để nói ở mức độ này. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nói để cho những anh chị em khi bước vào vòng tố tụng, đặc biệt là thân phận một bị cáo, biết mình sẽ nói cái gì và mình sẽ sử dụng ngôn từ như thế nào. Sáng nay tôi cứ bấm bụng mà tôi cười ngay tại cái bàn mà luật sư thì cũng rất là kỳ, nhưng không có thể nào mà không nhịn cười được. Khi mà người bị hại xưng với tòa là: tòa biết không, mình với bà xã của mình, tòa biết không, mình á, thì mình làm như vậy. Tòa biết không, bị cáo A thì ở đằng kia, còn mình á, thì mình ở đằng này. Thưa quý vị và các bạn, trong cái video về trình tự cách xưng hô tại tòa thì tôi cũng đã đưa cho quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp mình có đến tòa trong cái vai trò tham gia tố tụng, chủ thể mình xưng tôi. Còn đối với những cái vụ án hình sự mà đặc biệt là bị cáo thì chúng ta sẽ xưng là: thưa tòa, hội đồng xét xử, bị cáo trình bày ra. Và nếu chúng ta là nguyên đơn nhân sự, bị đơn nhân sự, chúng ta là người bị hại, chúng ta là nhân chứng, thì chúng ta sẽ sử dụng chủ thể là tôi. Thưa hội đồng xét xử, thưa tòa, tôi. Chúng ta không thể sử dụng ông bà, cô bác và anh chị ở đây được. Chúng ta buộc lòng chúng ta phải sử dụng từ chủ thể là tôi. Hôm qua tôi có gặp được một cái khán giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì chị bảo với tôi rằng là rất là cảm ơn luật sư, vì nhờ có luật sư mà tôi biết được cách xưng hô tại tòa. Rất là vui quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi cũng muốn trình bày sơ cho quý vị và các bạn một cái trình tự, một cái phiên tòa hình sự. Trong cái phiên tòa hình sự thì cũng bao gồm 5 phần. Thứ nhất là thủ tục bắt đầu phiên tòa. Thủ tục bắt đầu phiên tòa thì tòa sẽ đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trong cái quyết định đưa vụ án ra xét xử thì tòa sẽ hỏi về nhân thân của bị cáo, và như là họ và tên, ngày tháng năm sinh, làm gì ở đâu, cha tên gì, mẹ tên gì, nhà có mấy người, vợ con chẳng hạn, tiền án tiền sự. Và khi thủ tục bắt đầu phiên tòa thì tòa hỏi bị cáo, sau đó tòa sẽ hỏi tới người bị hại nếu có, tòa sẽ hỏi nhân chứng nếu có, và tòa sẽ giới thiệu thành phần hội đồng xét xử gồm có A, B, C, D gì đó. Tòa sẽ đưa ra một cái loạt ý kiến, các cái bị cáo, cả luật sư, viện kiểm sát có thay đổi về những người tiến hành tố tụng hay không. Sau khi tòa giới thiệu được thành phần hội đồng xét xử và những người khác cho họ xem, tòa sẽ giải thích. Nếu trong trường hợp luật sư thì khỏi giải thích cái quyền và nghĩa vụ của luật sư, giải thích quyền và nghĩa vụ của bị cáo. Quyền như là quyền mời luật sư nào, có quyền kháng cáo bản án hình sự trong thời hạn 15 ngày nè, có quyền đã nhận cái quyết định đưa vụ án ra xét xử chưa, rồi đã nhận được cáo trạng chưa. Tức là rất là nhiều những cái quyền mà sơ khởi để cho những người tham dự phiên tòa biết được rằng cái quyền của họ, và
chủ tọa phiên tòa sẽ là người điều khiển phiên tòa, nhớ nha quý vị và các bạn. Sau đó thì trước khi phần xét hỏi thì vị chủ tọa phiên tòa sẽ mời kiểm sát viên lên đọc cái bản cáo trạng. Thật ra thì cái bản cáo trạng đã được gửi cho các cái bị cáo từ trước đó 15 ngày. Thì tùy theo cái tội danh, có thể là tội danh cố ý gây thương tích, có thể tội danh là trộm cắp tài sản, có thể tội danh là giao cấu với trẻ em. Thì cho người bị hại, cho bị cáo để biết được tòa sẽ quyết định truy tố. Đây là cái cáo trạng quý vị và các bạn, cáo trạng là sáng nay đây, do là tôi chụp lại từ cái máy, lưu lại hình ảnh cho nên in ra nó hơi đen. Cái cáo trạng này thì tòa sẽ mời kiểm sát viên tham gia phiên tòa đọc cái bản cáo trạng. Cái bản cáo trạng thì nó mô tả chi tiết toàn bộ cái nội dung, trong đó cái cuối cùng thì sẽ có cái khỏi phần quyết định là truy tố ra trước tòa án nhân dân xét xử đối với bị can gì đó, thì sau trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì trở thành bị cáo rồi. Vì tôi sẽ đi từng phần chi tiết hơn cho nên đối với từng phần thì tôi sẽ lướt qua. Đến cái vấn đề xét hỏi thì tòa sẽ tập trung hỏi nguyên đơn, hỏi bị cáo đồng vụ trước. Bị cáo đồng vụ về cái những cái ngày tháng diễn ra cái hành vi phạm tội và mô tả toàn bộ cái từng cái tình tiết, từng cái đối chất, và họ làm rõ từng cái vấn đề. Giống như sáng nay có một cái tình tiết là bị cáo khai rằng là có hơn hai người đánh bị cáo chứ không phải là một. Thì sau đó thì rất là nhiều lần tòa hỏi rằng là cuối cùng là bị cáo biết rằng là người bị hại biết rằng là ai là người đánh bị hại, mấy người đánh. Và sau khi được trong hồ sơ vụ án diễn biến tại phiên tòa, bản tự khai của các bị cáo thì tòa đã quyết định là không có người nào khác cố ý gây thương tích cho bị hại mà chỉ có một người mà thôi. Hỏi, trong phần hỏi thì chúng ta, những bị cáo trả lời: thưa hội đồng xét xử bị cáo, thưa tòa bị cáo. Và tôi lặp lại nhé, người bị hại trong cái vụ án, ví dụ như bây giờ tôi đi trên đường và tôi bị giật cái giỏ sách, trong giỏ sách có giá trị khoảng 10 triệu đồng. Thì khi mà bị giật như vậy, cơ quan tiến hành tố tụng mời tôi lên, tôi được xem là người bị hại. Ví dụ như trong cái hai cái vụ ấu đả cố ý gây thương tích thì cái người mà bị đánh á, giám định tỷ lệ thương tật là 35%, lấy số này cho nó đẹp, 35%. Và cái người mà bị cái người khác đánh á, gọi là người bị hại. Còn cái người mà đánh á, sau từng giai đoạn đầu được gọi là bị can, và nếu như đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì gọi là bị cáo. Thì tòa sẽ hỏi xung quanh với những cái tình tiết liên quan đến nội dung của vụ án để xác định, để làm rõ hơn những cái vấn đề mà tòa thấy cần phải kiểm tra, chứng minh. Thì cách hỏi thì tòa sẽ hỏi, do cái này thì nó dễ thôi, tại vì chủ tọa phiên tòa hỏi ai thì người đó trả lời. Thì chủ tọa hỏi trước, sau đó thì tới hai hội thẩm, rồi tới viện kiểm sát, sau đó rồi tới luật sư, thì luật sư của bị cáo đầu vụ và tới luật sư. Thì nếu như trong trường hợp chúng ta muốn hỏi thì chúng ta cũng có quyền giơ tay phát biểu, tôi muốn hỏi trong vấn đề này. Thì sau cùng thì
Đó là cái vấn đề qua. Cái vấn đề thứ hai là hết cái giai đoạn xét hỏi, qua vấn đề thứ ba là tranh luận. Thì trước khi tranh luận thì kiểm sát viên sẽ phát biểu tại cái phiên tòa về toàn bộ diễn tiến sau cái cáo trạng, và nghe toàn bộ cái diễn tiến trình bày của phiên tòa, sẽ đưa ra cái cho từng cái bị cáo cái mức hình phạt. Thì sáng nay có kiểm sát viên đã đưa mức cái mức đối với bị cáo A là 1 năm đến 2 năm chẳng hạn, bị cáo B là từ 3 năm tới 4 năm chẳng hạn. Và sau cái phần mà kiểm sát viên đứng lên luận tội thì sẽ tới cái phần tranh luận. Bị cáo luật sư của bị cáo đầu vụ sẽ bảo vệ bào chữa cho bị cáo trước, rồi sau đó đối với những cái luật sư cái vai trò khác như là luật sư nguyên đơn, luật sư bị đơn, luật sư có quyền có viện hoặc nghĩa vụ liên quan. Luật sư sẽ đưa ra những cái lập luận. Riêng tôi thì thông thường tôi sẽ đưa ra những cái ý kiến về tội danh nè, ý kiến về tình tiết nhân thân nè, ý kiến về các cái nguyên nhân hoàn cảnh khách quan dẫn đến bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Tôi chỉ đưa ba ý kiến đó. Thông thường trong bất kỳ cái bài bào chữa của tôi đưa ra ba ý kiến. Thứ nhất, tôi đưa ra ý kiến về tội danh. Thứ hai là tôi đưa ra ý kiến về nguyên nhân hoàn cảnh dẫn đến bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Điều kiện thứ ba là tôi đưa về cái tình tiết giảm nhẹ. Hồi nãy tôi có vừa trong một cái video tôi có nói về các cái tình tiết giảm nhẹ. Có thể là những cái tình tiết giảm nhẹ này được ghi rõ trong bộ luật, cũng có thể là những tình tiết giảm nhẹ này ghi nhận trong một số cái thông tư, những cái nghị định để chúng ta thêm được cái tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Sau cái phần thứ ba là phần tranh luận thì sẽ có cái, nếu như trong trường hợp giữa kiểm sát viên giữa luật sư có cái xung đột, có cái sự đối lập về về tội danh, có cách hiểu khác nhau. Nếu như sáng nay thì luật sư đồng nghiệp đã tranh luận với viện kiểm sát về việc chuyển cái tội danh từ cái tội cố ý gây thương tích điều 104 sang cái tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Thì kết quả như thế nào thì tôi cũng không rõ. Tuy nhiên rằng là đây là vấn đề, đây là giai đoạn tranh luận. Tranh luận để chúng ta bật ra vấn đề, tranh luận để đưa ra những cái quan điểm. Và ông tòa đó, ngồi đó, ông sẽ nhìn nhận rằng là đối với quan điểm của kiểm sát viên như vậy là đúng hay quan điểm của vị luật sư là đúng. Người ta nói luật sư giỏi hay dở là ở chỗ tranh luận. Tranh luận mang một cái tính chất thuyết phục. Tôi nói đây là cái viết này là màu hơi màu xanh, hơi màu xanh đen. Thì tôi có thể chứng minh đây là màu đen với những tình tiết của màu đen. Còn nếu tôi chứng minh đây là màu xanh thì tôi sẽ đưa ra những cái viện dẫn của màu xanh. Qua ba giai đoạn rồi tới nghị án. Nghị án thì hội đồng xét xử sẽ vào bàn bạc theo tinh thần số đông. Tức là nếu ở cấp sơ thẩm thì có chủ tọa phiên tòa là thẩm phán, hai hội thẩm ở hai bên thì sẽ quyết định trên đại đa số. Ví dụ như chủ tọa phiên tòa sẽ thẩm phán sẽ đưa ra cái nhận định đối với trong trường hợp của bị cáo A, kiểm sát đưa ra cái quan điểm là từ 1 năm hay 2 năm. Thôi bây giờ tôi lấy cái ý kiến là 1 năm, các vị có đồng ý hay không? Và quyết trên tinh thần phiếu đại đa số, tức là hai phiếu là có thể là 3, 3 trên 3, có thể là 2 trên 3. Và sau cái phần nghị án thì tới cái phần tuyên án. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi cho rằng
một cái phiên tòa dân sự cũng như một cái phiên tòa hình sự nó hơi khác, có đặc điểm nó hơi khác nhau một chút xíu. Tuy nhiên chúng ta, nếu chúng ta nắm bắt được toàn bộ nội dung của một phiên tòa thì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi chúng ta đi đứng. Và một điều cần thiết rằng tôi cho rằng ai cũng phải hiểu được quy định của pháp luật. Nếu quý vị đến tòa bất cứ một cái vai trò gì, quý vị ngoại trừ bị cáo thì quý vị chỉ có một điều xưng chủ thể, tôi và đội đồng xét xử, tôi và tòa, thì đó là đã đủ. Kính thưa quý vị và các bạn, sẽ không nói nhiều. Nếu như trong trường hợp là chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta có tính lan tỏa cho đến thời điểm này, tôi làm video từ năm 2017 và đến nay cũng rất là nhận được rất là nhiều những lời động viên từ đồng nghiệp, từ các anh chị thẩm phán, từ bà con, gia đình và các bạn ủng hộ thông qua lời comment, lời chia sẻ, like. Nếu quý vị và các bạn mong muốn có một cái sân chơi lành mạnh thì tôi sẽ cố gắng cùng với các bạn là khán giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ mang đến một cái câu chuyện mà không phải của riêng ai nữa mà chính là của bản thân quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trang trải mang tính chất là không có đạo diễn, cho nên cứ lang thang và nói. Hy vọng từ sâu trong trái tim của mỗi người sẽ có hình ảnh của luật sư Thu Đoàn. Xin trân trọng cảm ơn.